Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn một trận đấu rất là hay giữa Hướng Ngân Xuyên và Lý Tiết Tùng. Trận đấu này diễn ra ngày 21 tháng 12 năm 2008. Trận này thì Lý Tiết Tùng cầm đỏ đi tiên, còn Hướng Ngân Xuyên cầm đen thủ hậu. Trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.将军，
Tăng Chuyên. Trên đây thì Hứa Ngân Xuyên đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem tiếp trận thứ hai. Trận thứ hai là trận tranh cúp du lịch giữa Ôn Dương và Hồng Chí. Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ các bạn một trận đấu tại vòng 11, vòng cuối quyết định ngôi du lịch Trung Quốc năm 2005 tại tỉnh Sơn Tây, diễn ra ngày 7 tháng 11 2005. Trận này thì Ôn Dương gặp Hồng Chí. Ôn Dương thì cầm đỏ đi tiên, Hồng Chí thì cầm đen thủ hậu. Trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.
Jun. Trên đây thì Ôn Dương buôn cào nhãn thua và mất ngôi vô địch năm 2005. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.